hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình Tùng Lò Gạch đây. À, lúc đấy thì uh, mình đã quay một video rồi, tuy nhiên mình quay bị hỏng rồi, tiếc quá. À, mình không chỉnh độ phân giải mà hình thế là cái video bị hỏng, rất là đáng tiếc cái video đấy. Mình đang hỏi rất là vui. Thì, uh, thôi thì uh, hôm nay thì trước khi vào review thì mình cũng xin trình bày một vấn đề. Đó là uh, rất nhiều bạn uh, có nói rằng là mấy mình là các bạn không đăng nhập được vào game. Thì ở cuối video thì mình xin phép mình đăng lại cái clip hướng dẫn cái cách mình vào game để các bạn có thể tham khảo nhé. Uh, tất nhiên là có nhiều cách nhưng mà mình mình hay sử dụng cách này thì mình sẽ trình bày cho các bạn xem. Thế còn nội dung hôm nay thì mình sẽ tiến hành review cái con unit mà mình mới nhận được à, Đó là cái con Đây 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 Upgrade Titan Clockman Và một con nữa Con này Đây các bạn ạ à, Mấy con exclusive này này Đấy, Đây có con Con này là gì đây Digito Mình không biết con này là như thế nào Như là chắc lại một cái thanh niên Nào đó à, Tôi được rồi Trông rất là vui vẻ Chúng ta vào game chơi với nhau đã Còn không nhất thiết là phải có chiến thắng đúng không cứ miễn vào game chơi vui vẻ là được Ok Mình đang đợi đây à, Mấy thanh niên này bắt đầu à, Nhảy vào la liệm. Ok không vấn đề à, Càng đông thì càng vui à, Nhiều bạn có thể nói là Bảo là em rất muốn chơi với anh à, Ok chúng ta gặp nhau thì chúng ta sẽ vui chơi thôi Và chúng ta sẽ à, Lên à, Youtube để chào các bạn Rồi à, Với bốn người Chúng tôi vẫn chọn Insane, Auto Skip và Speed 1.5 Let's go anh em Cùng phòng thủ để chống lại cái ác nào à, Hiện tại ở đây mình đang có một Thanh niên mặc cả đồ rất là cun cool ngầu hai thanh niên thanh niên này thanh niên thứ ba ô thưa các bạn cả ba thanh niên này đều rất là cun cool ngầu chỉ có mình trông ngớ ngẩn mà thôi thật là đáng tiếc ấy ôi rồi ơi tuy là cun cool ngầu nhưng mà xây tướng thì rất là bố đời mẹ xây gọn vào trời ơi mấy cái tăng này không xây gọn vào ôi rồi ơi mình không thích những cái người sống bừa bộn nghe nào cả các bạn À, cứ xây gì cứ xây dài thế cứ xây ra giữa đường giữa chợ đây cái chỗ này người ta xây tướng cơ mà đi hai này có gì nữa ôi rồi ôi các bạn ơi thôi được rồi không đặt nặng vấn đề thắng thua nữa thì chúng ta cũng cũng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều được rồi đồng đội nó phải bóp giấy nhau như này nó mới vui chứ ai già à. à, dạ. lâu thế nhở auto skip được rồi anh em ạ à, mình đang bắt bọn này nó phải auto skip tuy nhiên bọn này có vẻ nó không muốn auto skip ơi giời ơi Đùa chứ xây tướng chán éo chịu được, à. xây mẹ hết vào chỗ người ta đứng này xong rồi còn đéo auto skip nữa được rồi một thanh niên đã không chịu đựng được sự bẩn bựa của các thanh niên còn lại đã thoát rồi các bạn ạ à. mình cũng không biết trình bày gì hơn hy vọng là các bạn đừng ngáo nữa và các bạn thoát hết đi mình sẽ mặc dù cô đơn nhưng mà sẽ vui hơn rất nhiều đấy đi chơi với các bạn như thế này đau đầu lắm ông này con DJ men xây giữa đường giữa chợ này xây gọn gọn các bạn cái tất nhiên tay tình nó đầy gì tay tình nhặt như rau ở chợ luôn báo cáo với các bạn như vậy nha Này nó bảo tôi là Anh Tùng hãy cho em thấy cái sự đẹp trai của anh đi Thì mình bảo là 5 phút nữa nhá Đấy, 5 phút nữa Vì sao? Bởi vì ta còn đang phải xây cái đống scientific cameraman này đây Các bạn hãy phòng thủ đi Toilet đang tràn vào thành phố rồi Con DJ của anh rất khủng các bạn ạ Con DJ phải thật sự là con DJ đánh rất khủng luôn Bạn nào trước đây nói con Bazooka Man rất khỏe Tôi công nhận nhưng mà phải nói con DJ này cũng không kém cạnh đâu các bạn ạ Cực kỳ khủng khiếp luôn Đấy anh em có thể thấy là gần như chỗ này là một mình con DJ nó gồng gánh nhá Đấy Thế còn chốc nữa thì mình sẽ xây cái con uh, đây Mình sẽ xây Titan Clockman ra uh -huh. Đẹp trai vô đối anh em ạ Úi ơi Titan Clockman các bạn nhìn này tay nó cầm tay kiếm này Uầy đẹp chưa OMG OMG đẹp trai chưa Titan Clockman à, uh, Ở level 1 DPS là 2012 Úi xời <laughs> ơi Ê, Level 2 DPS 4599 không hiểu sao lại như vậy Tuy nhiên thì tôi có thấy skin của nó ở đây rồi các bạn ạ à. Ai à, ôi, level 3 DPS mới có 9 hai Rất là yếu đuối Rất là yếu đuối so với cả những cái con tướng khác Thì DPS của Ờ chết là quên 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 DPS của con ấy này cực kỳ là yếu đuối à, Tuy nhiên à, cái việc mà chúng ta sở hữu những cái con tướng Có thể coi là độc nhất vô nhị thì nó còn chứa được nhiều hơn cả cái việc mà chúng ta mong đợi ở nó là là cái việc mà vượt ải ở đây có nó có giá trị sưu tầm rất cao anh em ạ con này đẹp trai cực luôn tay trái cầm kiếm tay phải cầm quả súng bốn nòng rồi quả này mà bắn thì ô thằng này nó nhìn nó chiêm ngưỡng quả vẻ đẹp trai của tôi này tránh ra cho anh bảo vệ thành phố nào các bạn ơi ok upgrade spider cameraman rất ổn thanh niên này à, khá là chuẩn chỉ đấy ô ừ. quá tướng gì ấy summoner pencilman <laughs> thằng này đầu bút chì ấy em ạ à, đầu bút bút mực còn thằng này là đầu mũi khoan à, đây là con nhện đây là quả đồng hồ Ồ ai gọi ra đây ồ pencilman các bạn ạ khá là kinh khủng đấy Ok Trời ơi Có vẻ upgrade Titan Clubman của tôi có thể đánh lan được các bạn ơi Ở đây tôi đã nhìn thấy ở level 5 nó sẽ có 0.2 cooldown Tức là tốc độ đánh drồi, tuyệt đối luôn DPS lên đến, đến 40.000 Quá khủng, bây giờ chúng ta hãy xem sự kết hợp của nó nhá <laughs> skin không phải là quay ngược thời gian nữa rồi mà là cái kiếm Tôi không hiểu rõ chức năng của cái kiếm ở đây là gì Tuy nhiên, à, tôi vẽ rất là thể hiện sự đẹp trai của tôi ra tránh để bọn kia nó lấn lướt bằng cách này tôi xây con này u xả cái gì ấy đi này ném tiền qua cửa sổ anh em ui rồi cái gì gồng gồng nhá ấy Hả? À, cứ mỗi lần lưng nghe vờ này thấy nó phanh ngực ra một cái này đẹp dai chưa ồ vãi luôn Ồ ồ ồ Wow wow upgrade titan dream Man. rất là ngon nhá các bạn nhá ô oh, ờ, team này ban đầu tưởng là phò phò phạch phạch nhưng mà không ngờ là rất ổn các bạn ạ đấy Ôi thanh niên này đánh kiểu gì ừ, Các kiểu này đập ngực đập nhức này Ui, trời ơi Ai đứt đi of ọp ờ uh, uh, tôi cũng không hiểu thằng này nói gì đứt digital overprice à It would be great if i had it <laughs> tiếng việt thì không nói mà tiếng anh nó có nói là sẽ thật là tuyệt vời nếu mà tôi có con này đúng không các bạn tiếng anh của tôi thấy chuẩn chưa rồi ôi ơi, tung tiền skin tung tiền đây rồi được rồi tim này rất ổn nhá các bạn nhá toàn những hảo thủ thôi hảo thủ The uh, Man này hảo thủ uh, Update Spider Cameraman này còn Spider Cameraman này phải nói là cực kỳ chuẩn chỉ các bạn ạ một mình nó canh cổng tây thành phố luôn The Rin is so crazy bro oh uh, yeah yeah look like crazy có vẻ là tôi đã với một cái team ngon rồi đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma, ấy à đã quên mất quên mất phải gọi phải gọi là buồn ngủ thì gặp chiếu manh mà mong manh thì gặp thiếu nữ ê trời ơi quá là tuyệt vời Mặc dù tôi vẫn chưa nhận xét được cái gì về sức mạnh của Digito Thế thì tạm thời chúng ta quay sang với Upgrade Titan Clockman Upgrade Titan Clockman các bạn có thể nhìn qua này, chỉ số này à, DPS 40.000 với tốc độ đánh 0.2 Phải thật sự nói là một con số cực kỳ là ấn tượng Tất cả các unit bây giờ hiện tại đều có tốc độ đánh ở 0.2 Con nào mà tốc độ đánh, úi bắn đấy ạ à. Con nào mà tốc độ đánh ở lớn hơn 0.2 thì tôi nghĩ là một con unit không đáng để quan tâm Ồ, quá đẹp luôn các bạn ạ, à, Dreamman phòng thủ thành phố Nói chung là bốn người bọn tôi, ba người bọn tôi mà đánh cái map này nó lại là đơn giản là đan rổ các bạn ạ, không có gì khó khăn cả. Tiếp tục tôi sẽ xây thanh niên vạch phanh ngực thứ hai. Ui phanh ngực phanh ngực phanh ngực. Trời ơi, tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng tôi cứ cứ cho nó ra đây để nó phanh ngực đã. Rất xịn anh em ạ. I don't want to live with super big what? Cái gì đấy, tôi không muốn rời đi với một cái đồng hồ to đùng là thế nào? À à à. Tôi là cái đồng hồ to đùng của chúng nó à. Ok anh em ạ. Thanh niên kito vẫn chưa có gọi. Ở à đây rồi. Có vẻ tôi đã nhìn thấy nó đánh rồi. Nó đã ném ra một đống tiền. Su. Ui, cái con Pencilman này khỏe đấy nhỉ anh em nhỉ? Con Pencilman này không đùa đâu anh em ạ. Đây nhá. Summoner Pencilman. Phải nói là cái con này nó cực kỳ đem lại nhiều ngạc nhiên cho tôi. Hay là tại cái con đội này nó khỏe quá nó đép khiến cho con kia không ra được. Chứ tôi không biết nhưng tôi thấy Pencilman nó chạy ra khá là khỏe đấy. Đây anh em xem này. Ui tuyệt vời tuyệt vời, tuyệt vời video này phải nói là quá tuyệt vời các bạn ạ chơi thật là hào hứng khi mà chúng ta có những người đồng đội tuyệt vời như vậy và để uh, thêm cái phần tuyệt vời cho cái video này thì ở cuối video tôi xin nhắc lại là tôi sẽ hướng dẫn anh em cách đăng, tôi đăng nhập vào game nhé còn anh em đăng nhập cách nào thì tôi không biết can you tell me is digital strong uh, uh, maybe uh, nice Được rồi, thằng này nó hỏi tôi là cái con đi có khỏe không? Thì thực sự phải nói với anh em ấy, cái con đi này tôi cũng không nhận ra là nó có khỏe không. Khi mà một dàn tướng bắn tung hương tè le như thế này thì làm sao mà tôi biết được nó có khỏe hay yếu. Các bạn nhìn thế này. Đấy. Unit gần như không ra khỏi cửa được. Ờ. Nhưng mà tôi nghĩ con Digito này He has power Bobux Con Digito này nó là một cái gì đó hoành tráng đấy Đấy Ui ném tiền Ui trời ơi Ui chóng mặt quá anh em ạ à. Tôi không hiểu điều gì xảy ra nữa Ui Tiền này, tiền nhiều như biển luôn, tiền nhiều như biển khơi. Đúng rồi, ném tiền đi anh em ơi. để à, tôi ấn skin vắt, nói chung là ở những cái way 38 39 này unit nó gần như nó không thể đi qua được cửa mà tôi còn để tôi, tôi mới xây có bốn con tướng đây nhá. Tôi còn chưa xem xây nhiều đấy. Xây thêm con đi goto nữa ê anh ê, ê, xem được mấy con đi goto nhá em nhá. À các bạn chỉ được xây được ba đi thôi. Thế còn uh, Titan đi sao? Titan các bạn có thể xây được. À uh, ba cũng ba con thôi. Ok anh em nhá, như vậy là ba đi và ba Titan uh, upgrade Titan Clockman, Thế còn đánh thì vô lối rồi. Ôi giời Nothing can stop us Rồi đúng rồi Không có gì có thể cản lại chúng ta Quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ Digito ở level 5 à, uh, Kunda 0.3 DPS 25.000 Không hiểu là skin con này Ui chó mặt quá Không hiểu skin con này mạnh ở đâu Tôi ăn tiền rất là Ui 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 ui, ui Nó bắn KB các bạn ạ Tôi chết rồi Tôi không bắn skin sớm để cho anh em xem KB này Để anh em ấn, ấn phát nó, nó, lên KB này Đấy rồi Nó bắn trường luôn Trời ơi Có lẽ ngày mai tôi sẽ làm riêng một video về Digito này nhá Để anh em xem nhá Thế bây giờ thì à, Chúng ta hãy cùng xem cái cách tôi đăng nhập vào game nhé Ôi xa Video này hay quá nhưng mà Mình mình không thể review được chi tiết từng con tướng à, Thế thì mình sẽ cố gắng review lại cho anh em nhá thế đây à, cách để hướng dẫn anh em Xem cái cách đăng nhập tôi đăng nhập đây Thì tôi có tài app 1111 Các bạn có thể lên google search một Và đây là cái giao diện của nó Lúc này tôi sẽ bật app lên trước và tôi sẽ đăng nhập vào game Rồi sau khi hiển thị đã connected rồi Các bạn sẽ ấn đăng nhập vào game nhá Roblox Player Uh, cái quá trình này hơi lâu một chút thì uh, cũng rất hy vọng là các bạn ngồi xem đầy đủ mình cũng không muốn cắt đi đấy. sau khi là uh, đã đăng nhập vào game rồi em lưu ý nhé sau khi đã đăng nhập vào game rồi anh em hãy tiến hành tắt cái cloudfare đi ok chưa rồi sau khi các bạn đã tắt cloudfare đi thể các bạn ấn vào play như bình thường tức là chúng ta chỉ dùng cloudfare để chúng ta mở cái app lên thôi khi mà mở app lên mở hiện game ra rồi thì các bạn tắt cloudfare đi các tắt gọi là app một đấy các bạn tắt đi và chúng ta sẽ đăng nhập như bình thường đây, lúc này các bạn đã có thể thấy là tôi đã đăng nhập vào game. Các bạn có thể nghe thấy tiếng nhạc và lúc này chúng ta đợi tôi lốt được vào game. Tức là đã thành công. Rồi. rồi rất mong anh em kiên nhẫn và đợi một chút nhé. Chúng ta xem video vài phút và chúng ta có thể biết được cách đăng nhập vào game. Vâng, như vậy là tôi đã đăng nhập vào game được rồi. Đấy thì uh, bởi vì là rất nhiều người phản nàn với tôi là không thể đăng nhập vào game. Thì các bạn có thể tham khảo cái cách đăng nhập của tôi nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau nếu các bạn thấy video clip của mình hay cho mình một like một subscribe xin cảm ơn tất cả các bạn